Lover, I calling on Bingsu Lover. Ok, hôm nay mình đi ăn bingsu nha. Cái quán này cũng hơi nổi nổi đó. Cái này là mango. Thôi. Cái này là sticky rice. Có mặt hết rồi. Để ăn thử không? Ăn xoài. Lấy miếng xoài, miếng bình xô. Cũng lạ. Nhưng mà vẫn normal mango sticky rice hả? Ừ. Phải ăn những cái bếp đậu hũ à? Em, cái này là bánh mì sandwich. Cái món này là có trên này là Thái Beauty Gelato. Sorry. Cảm nhận. Cà phê. Ok, đây là một ly. Còn cái ly này thứ hai là coco latte. Là trong đó nó có nước cốt dừa. Uống thử thôi nha. Không, nó có sát dừa ở trong đó chứ không phải là nước cốt dừa. No. Cái này giống như là ở trên này là cream, ở dưới này là cà phê, chứ bỏ thêm sắc dừa vô nên uống hơi lợn cợn. Don't like this one. I really like this one. Thank you. Chúc mấy bạn ăn ngon miệng nha. Tôi để kèm cái menu cho mấy bạn tham khảo thêm ha.